Hello and welcome back. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của RD Trần Hiệu. Và hôm nay chúng ta tiếp tục cái series bài tắc ruột. Và cái phương pháp chẩn đoán hình ảnh hôm nay chúng ta xét đó là chụp phim ổ bụng không chuẩn bị, với 4 cái phần. Thứ nhất là giá trị, hai là phương pháp, thứ ba là các tổn thương, và thứ tư là các sai lầm trong quá trình đọc phim X quang ổ bụng không chuẩn bị. Đầu tiên chúng ta nói về giá trị của phim này. Đây là một cái phương pháp chẩn đoán nhanh, dễ thực hiện và không mắc tiền, và với độ nhạy dao động từ 50 đến 75%. Tại sao nó lại dao động nhiều như thế? Tí nữa tôi sẽ trình bày ở cái slide sau. Do đó thì nó được áp dụng bước đầu ở các phòng cấp cứu, ở các trung tâm cấp cứu, và được ứng dụng một cái rộng rãi, không những ở các nước thì phát triển mà ở các nước kém phát triển cũng áp dụng được. Tiếp theo, nó tức là cái phim X quang ổ bụng không chuẩn bị này cho chúng ta 50% những cái hình ảnh tổn thương của cái tắc ruột. Tại sao là 50%? Tí nữa tôi sẽ nói sau. Và cho chúng ta những hình ảnh giá trị về xương, về khí tự do trong ổ bụng, về những dị vật ở trong ổ bụng mà siêu âm chúng ta khó có thể quan sát được. Và đặc biệt là khí tự do thì siêu âm gần như là không có đặc hiệu. Tiếp theo, phim X quang ổ bụng này cũng có thể gợi ý chúng ta được một số những cái nguyên nhân tắc ruột. Và nói đến nhược điểm thì đây là một cái phương pháp mà cái người bệnh ăn tia, tức là phơi nhiễm với tia X, và đặc biệt đối tượng phụ nữ mang thai thì chúng ta không áp dụng, trừ những trường hợp đặc biệt. Tiếp theo, ở trên tôi nói chính vì chỉ cho hình ảnh 50% của tắc ruột nên là nó có những cái dương tính giả. Tại sao lại thế? Bởi vì gì? Chỉ cho hình ảnh cái bóng của cái ruột mà không cho hình ảnh trực tiếp của cái ruột. Chỉ cho được 50% hình ảnh của tắc ruột, và tí nữa tôi sẽ nói ở slide sau đó là những gì. Và với một độ đặc hiệu là chỉ có 53% thôi. Thế thì độ nhạy, độ đặc hiệu như thế thì nó phụ thuộc rất nhiều vào phương pháp chụp, vào trình độ của người đọc phim, vào kinh nghiệm lâm sàng. Thế thì chúng ta bắt đầu chúng ta phải tìm hiểu cái phương pháp như thế nào, người ta làm như thế nào. Thứ nhất chúng ta nói về tư thế. Thường cái chụp phim X quang ổ bụng không chuẩn bị này trong tắc ruột, chúng ta phải cho bệnh nhân ở cái tư thế đứng, tư thế đứng thẳng như thế này. Nếu bệnh nhân không đứng được thì chúng ta nên cho bệnh nhân nằm nghiêng như thế này. Đây là cái phim, cái tia phía trước này. Và trường hợp mà những trường hợp không thể nào mà lật nghiêng bệnh nhân được nữa thì lúc đó chúng ta mới chụp tư thế nằm ngửa như thế này. Tiếp theo, trong cái phần phương pháp này tôi đề nghị các bạn xem lại cái tiêu chuẩn cho một cái phim X quang ổ bụng như thế nào, nó đạt tiêu chuẩn. Thứ nhất nói về kích thước. Thì bên trên chúng ta phải lấy được hết hai cái vòng hoành. Phía dưới này chúng ta phải lấy được hết hai cái lỗ bịt này. Tại sao lại thế? Có những trường hợp đặc biệt thoát vị nó chui qua lỗ bịt này. Và để lấy hết được những cái tổn thương ở phần trực tràng. Tiếp theo, về hai bên chúng ta phải lấy được hết cái phần thành bụng hai bên này. Đây là về kích thước. Thế về tia, tia thế nào là một tia tốt? Ở đây một cái tia này chúng ta thấy cường độ tia cao. Cường độ tia cao thì chúng ta nhìn thấy rõ xương, nhưng
À, về mật khí thì chúng ta nhìn không rõ, và phần mềm chúng ta nhìn không còn rõ nữa. Nếu tia yếu thì lúc này khí thì có vẻ thì rõ hơn, nhưng bóng phần mềm còn không phân biệt được với xương nữa. Do đó mức khí, mức dịch ở hai cái loại tia này là nhìn không rõ. Thế tia tốt là thế nào? Là phải vừa nhìn rõ xương, lại vừa phải nhìn rõ bóng phần mềm của thành bụng. Từ đó chúng ta có thể phân biệt được mức khí, mức dịch ở trên tổn thương phim X quang không chuẩn bị. Chúng ta tiếp theo đi nói về các tổn thương mà chúng ta có thể nhìn thấy của bệnh nhân tắc ruột trên phim X quang không chuẩn bị. Cũng 5 tổn thương giống như siêu âm tôi đã nói phía trước. Thứ nhất là mức khí dịch. Ở đây chúng ta phải hiểu cái định nghĩa của mức khí dịch như thế nào. Mức tức là một cái border, một cái ranh giới giữa phía trên là khí và phía dưới là dịch. Ở đây dịch được tạo ra, chúng ta nhìn thấy là một cái hình mờ. Thế thì mức dịch được nhìn gián tiếp thông qua mức khí. Và đương nhiên cái đường mức này phải là một đường thẳng. Nếu như không phải đường thẳng thì coi chừng đó không phải là mức khí dịch. Tiếp theo lại nói về quay ruột giãn. Thì đây có phải là quay ruột giãn chưa? Chưa. Lý do là gì? Lý do cái này chưa phải là quay, nên chúng ta chưa biết được đó có phải là quay ruột hay không, đó phải đường kính của ruột hay không, hay là ruột nó nằm ngang, nó trải dài như thế này. Thế thì quay ruột được định nghĩa như thế nào? Đó là một quay ruột thì được tạo bởi hai đầu ruột, và hai đầu ruột là về cách biệt nhau. Đây là một đầu, đây là một đầu. Khi đã có một quay ruột như thế này thì chúng ta mới đo được đường kính của ruột, và lúc đó chúng ta mới biết được nó giãn hay không. Và theo định nghĩa tôi đã nói ở bài siêu âm, giãn tức là phải trên 2,5 cm trở lên. Tiếp theo, cái tổn thương chúng ta có thể nhìn thấy ở tắc ruột trên phim X quang không chuẩn bị, đó là thành ruột dày. Lúc này thành ruột ngấm đầy dịch và viêm dày lên, và chúng ta nhìn thấy cái hình mờ đây. Và cuối cùng đó là thông qua phim X quang không chuẩn bị có thể cho chúng ta gợi ý được một số các nguyên nhân. Đó là những nguyên nhân nào? Chúng ta bắt đầu xem tiếp. Thứ nhất, đó là hình ảnh hạt cà phê. Thứ hai, đó là cái dấu hiệu Freeman Dahl. Đó là dấu hiệu của ba cái đường chập lại với nhau tạo nên cái đường ở vị trí rưỡi này, ba cái đường M này chập lại, ba đường M này chập lại, và nó gợi ý ở chỗ này là vị trí tắc. Tiếp theo là dấu hiệu chỉ bắc hoặc là dấu hiệu chờm gan. Ba cái dấu hiệu này là cái dấu hiệu chỉ điểm cho khả năng là đã xoắn đại tràng sigma rồi. Thế thì những cái tổn thương khác, ví dụ là chúng ta nhìn thấy ở trong ổ bụng có những cái ví dụ là hình kim loại, hình xương, hoặc là những cái bã thức ăn mà nó tăng cản quang trên này, chúng ta có thể nhìn thấy, có thể gợi ý được các nguyên nhân tắc ruột do bã thức ăn chẳng hạn. Tiếp theo tôi nói về những sai lầm trong chẩn đoán tắc ruột dựa trên phim X quang ổ bụng không chuẩn bị. Thứ nhất là những cái hình ảnh không điển hình, tức là cái mức khí, mức dịch không điển hình, gặp trong những trường hợp nào? Tôi nói về mặt phương pháp. Ở đây các bạn nhìn, nhìn đây mức khí, mức dịch rõ ràng là chúng ta không thấy, vì bệnh nhân chụp ở tư thế nằm. Nhưng sau đó bệnh nhân chụp ở tư thế đứng thì chúng ta đã thấy mức khí, mức dịch điển hình. Cái thứ hai là cũng như phía trước tôi nói về mặt tia, nếu tia K
cao quá, tiêu thấp quá thì chúng ta cũng không nhìn rõ mức khí, mức dịch. Tiếp theo là trường hợp bệnh nhân đến sớm khi ruột chưa giãn, chưa tạo ra mức khí, mức dịch. Chúng ta chụp phê luôn, chúng ta chưa thấy. Tiếp theo là những trường hợp bán tắc tương tự như vậy. Và là những trường hợp thoát vị. Lấy ví dụ ở đây bệnh nhân bị thoát vị lỗ bịt. Thì nếu chúng ta chụp phim mà chúng ta không lấy hết được lỗ bịt giữa này, mà bệnh nhân đến sớm thì chúng ta không thể nhìn được những cái tổn thương ở dưới này. Rồi là chúng ta bỏ sót bệnh nhân. Tiếp theo là những trường hợp không thể đọc ra được cái tổn thương mức khí, mức dịch. Tại sao lại như thế? Thứ nhất là những cái trường hợp khó. Bạn nhìn thấy đây là những cái trường hợp người ta gọi là dấu hiệu chuỗi ngọc. Đây là những trường hợp tắc ruột non mà những các bạn chưa gặp bao giờ nên các bạn không thể biết được cái dấu hiệu này. Tiếp theo, những cái anh chàng mà lãng tử như thế này, đọc phim như thế này. Một là những cái anh chàng rất là đãng trí, hoặc là rất là không cẩn thận. Hoặc là những cô nàng ở trong phim truyền hình đọc như thế này thì những trường hợp khó thì không thể nào ra được. Nên các bạn nếu đã là bác sĩ thì hãy học hành cho cẩn thận vào và đừng bao giờ trở thành lãng tử như thế. Thế về đọc phim ở đâu? Các bạn phải kiếm cho mình một cái vị trí đọc phim tốt, một cái đèn với ánh sáng thích hợp, một tư thế chuẩn và kích thước cũng phải chuẩn. Do đó, để tránh được những cái sai lầm như thế, chúng ta lại phải quay lại về phương pháp, phải xem vị trí đúng chưa, về chất lượng tia được chưa, đèn đọc phim đã đủ chưa, phải dựa theo lâm sàng này có điển hình hay tắc ruột hay không. Các bạn lại phải xem lại bài lâm sàng và tắc ruột tôi đã hướng dẫn phía trước. Và nếu như chúng ta thấy khó thì chúng ta bắt buộc phải dựa theo các phương pháp khác nữa. Tiếp theo là những sai lầm chúng ta chẩn đoán nhầm. Nhầm tức là gì? Không phải tắc ruột nhưng ta nhìn trên phim X quang chúng ta lại chẩn đoán là tắc ruột. Nhầm thứ nhất tôi đưa ra hai cái lý do khách quan và lý do chủ quan. Lý do khách quan tức là thế nào? Là lỗi của cái phim X quang đấy. Cái phim X quang đấy cho chúng ta cái hình ảnh mức khí, mức dịch đấy, nhưng mức khí, mức dịch này lại không phải có tắc ruột mà là nguyên nhân khác. Ví dụ như viêm ruột, hoặc là giãn đại tràng, hoặc là táo bón nặng mà người ta lại bơm nước thụt tháo vào trong lòng đại tràng. Lúc đó tự nhiên trong lòng ruột là có nước và cũ thì đã có khí, do đó gây ra mức khí, mức dịch. Ở đây tiếp tục tôi nói tại sao là chỉ là 50% hình ảnh của tắc ruột và chỉ là cái bóng của tắc ruột, cái bóng của ruột thôi. Các bạn nhớ tắc ruột tức là một đầu ruột phải giãn và một đầu ruột phải xẹp, và giữa hai cái đầu đó là nguyên nhân gây tắc. Do đó trên phim X quang này chúng ta chỉ nhìn thấy được một đầu giãn thôi, một đầu có chứa khí và một đầu có mức khí, mức dịch thôi. Còn đầu còn lại và nguyên nhân chúng ta không biết được. Trường hợp thứ hai tôi nói về nguyên nhân chủ quan. Chỉ có một nguyên nhân duy nhất thôi, đó là cái anh bác sĩ này anh không biết đọc phim tắc ruột, không biết thế nào là mức khí, mức dịch. Lấy ví dụ như hình này, rất nhiều khí ở trong đại tràng nhưng anh lại nhìn anh không biết đó là mức khí, mức dịch và anh nghi đó là tắc ruột. Với trường hợp phía trước này, nguyên nhân khách quan này, đó là những trường hợp khó. Người bác sĩ còn phải dựa trên lâm sàng và cùng các phương pháp chẩn đoán hình ảnh khác để hỗ trợ. Nhưng cái anh phía dưới này thì anh lại khổ hơn một cái. Đó là phải học lại từ đầu, học một cách cơ bản. Nếu không biết thì yêu cầu người khác giúp đỡ, nhờ người khác giúp đỡ và nhờ các phương tiện chẩn đoán hình ảnh khác. Do đó, để là người bác sĩ giỏi, các anh không chỉ là ở nhà đọc lý thuyết mà các anh phải đi lâm sàng, phải dựa trên bệnh nhân. Và tóm lại, lâm sàng vẫn là định hướng
và phối hợp với xét nghiệm để chẩn đoán bệnh nhân. Bài chúng ta hôm nay đến đây là tạm dừng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.